Sopoka, đồng hành cùng hiểu rõ trong 5 phút. Ổ cắm đa năng cần mọi ngóc ngách. Combo hai đầu nối chỉ 65k, giảm thêm 10k, chỉ còn 55k, dành cho viewer của hiểu rõ trong 5 phút. Săn mã dưới comment ngay, số lượng giới hạn. Sopoka, thật đáng đồng tiền. Xin chào và chào mừng các bạn đến với video cập nhật chiến sự Ukraine trực tiếp trên bản đồ thứ ba ngày 29 tháng 8. Trong video này, chúng ta sẽ cùng đến với những diễn biến mới nhất trong 24 giờ qua theo giờ địa phương. Chúng ta sẽ bắt đầu video với những diễn biến tại chiến trường Robotyne. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malia hôm 28 tháng 8 đưa ra thông báo chính thức rằng sau nhiều nỗ lực đánh chiếm, lực lượng Ukraine đã thành công chiếm được hoàn toàn 100% quyền kiểm soát Robotyne. Tuy nhiên, sau khi thông tin phía Ukraine được công bố, các nguồn tin Nga cũng đưa ra tuyên bố của riêng mình. Theo đó, thông tin từ trung đoàn số 1430 và nhiều binh sĩ trên chiến trường xác nhận giao tranh vẫn đang tiếp tục diễn ra tại Robotyne. Các khu vực phía Nam, Đông Nam khu định cư vẫn thuộc quyền kiểm soát của quân đội Nga. Vậy thì mọi người tin vào thông tin từ phía Ukraine hay phía Nga rằng Robotyne đang nằm trong tay ai? Nhưng trong video này, chúng ta sẽ bàn luận về diễn biến trên chiến trường, mục đích của Ukraine tiến đánh khu vực này. Nếu mọi người hỏi suy nghĩ của mình là Ukraine đã thành công chiếm hoàn toàn quyền kiểm soát hay là Nga sẽ tiếp tục chống cự tại khu vực phía Nam, Tây Nam cứ điểm này, thì mình sẽ khẳng định vế đầu tiên là sự thật. Mình không đưa ra kết luận dựa trên linh cảm hay cho rằng nguồn tin Ukraine đáng tin cậy hơn. Mình đưa ra kết luận này dựa trên các chứng cứ mình đã xem được trong cả ngày hôm qua. Đầu tiên là video xác nhận các đòn tấn công của UAV Nga vào khu vực trung tâm Robotyne. Trên video là hình ảnh Nga tấn công vào xe vũ trang Ukraine đang mắc kẹt tại một con rạch ở đâu đó quanh khu vực phía đông nam cứ điểm. Đòn tấn công từ UAV Lancet đã phá hủy hoặc làm hư hỏng nặng khí tài này. Một video tiếp theo được đăng tải bởi nguồn tin Nga trong đêm qua. Vẫn là hình ảnh UAV của Nga phát hiện và tấn công vị trí lực lượng Ukraine, khiến cho một xe vũ trang bị phá hủy và hư hỏng nặng. Có thể mọi người thấy đây là những video chẳng có gì đặc biệt. Chúng ta thấy những video này cả trăm lần rồi. Đúng, sự thật là đã có cả trăm video từ phía Nga về việc họ hủy diệt các lực lượng Ukraine tại đây. Nhưng vấn đề là nếu chúng ta lùi lại về đầu tháng 8, có rất nhiều video ghi lại các đòn tấn công của Nga và có thể thấy rõ ràng phạm vi hoạt động tấn công của Nga nằm quanh khu vực Robotyne và vùng phía Bắc. Trong khi bây giờ, các ghi nhận tấn công đã lui về khu vực trung tâm khu định cư. Nhìn lại trận chiến tại Robotyne, từ lúc bắt đầu chiến dịch tại đây, gần như không có video nào ghi nhận các đòn tấn công bằng UAV của Nga. Thay vào đó, họ chủ yếu tấn công vào cứ điểm này bằng hệ thống pháo. Nhưng bắt đầu từ hôm qua, ta lại thấy Nga triển khai nhiều đơn vị UAV tấn công vào khu định cư. Có hai lời giải thích cho diễn biến này. Đầu tiên, Nga nhận thức được tầm quan trọng đặc biệt của Robotyne và họ quyết định bổ sung hỏa lực UAV, cố gắng hỗ trợ lực lượng Nga tham chiến tại đây để chống đà tiến công của lực lượng Ukraine. Tiếp theo, với lời giải thích thứ hai là giả thuyết mà mình tin tưởng. Cụ thể, lực lượng Ukraine đã thành công tiến đánh và xây dựng phần đầu cầu của mình sâu hơn về phía trung tâm và phía nam Robotyne, nên các lực lượng Nga phải sử dụng nhiều hơn các UAV để tấn công. Đó là lý do tại sao chúng ta lại chỉ có thể triển khai hỏa lực vào các vị trí này, bởi họ không thể tấn công vào khu vực hoạt động chủ yếu trước đó nữa và bắt buộc phải lùi sâu lại tương ứng với các phần lãnh thổ thuộc quyền kiểm soát của Nga. Đây chính là bằng chứng dẫn đến kết luận của mình về việc Ukraine đã thành công kiểm soát trung tâm Robotyne và một phần phía nam. Diễn biến này bắt buộc quân đội Nga phải rút hệ thống pháo và đơn vị tấn công bằng UAV sâu về phần lãnh thổ Nga kiểm soát. Đó cơ bản là tình hình đang diễn ra tại Robotyne. Ngoài ra, về phía Ukraine, họ vẫn đang tiếp tục gửi thêm tiếp viện tới cứ điểm này. Trên video là hình ảnh một đoàn xe đang tiến tới Robotyne, cố gắng vận chuyển thêm bộ binh, đạn dược gì đó, nhưng nó đã bị Nga phát hiện và ít nhất hai chiếc xe Bradley đã bị phá hủy bởi hệ thống pháo. Còn lực lượng bộ binh thì đã thành công thoát ra ngoài. Sau đó, tiến nhanh tới cứ điểm dọc theo đường rừng. Tiếp theo, chúng ta nhận được một số cập nhật mới về các cuộc đụng độ tiếp tục nổ ra tại khu vực lân cận Huliapole. Đây là video thứ hai trong ngày hôm qua, đăng tải hình ảnh Nga tấn công vào vị trí lực lượng Ukraine bằng xe tăng. Hiện tại thì tình hình tại khu vực này không có gì đặc biệt, không có cuộc giao tranh lớn nào nổ ra. Tuy nhiên, Nga đang triển khai chiến dịch dò thám và dự kiến sắp tới căng thẳng tại khu vực này sẽ bắt đầu leo thang. Chuyển tiếp tới đầu cầu chiến lược Premivka, chúng ta cũng không nhận được bất cứ cập nhật nào mới đáng chú ý, chỉ là những video Nga vẫn đăng tải thường xuyên về việc họ triển khai hỏa lực vào Makarivka. Họ tấn công một cứ điểm 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần với nhiều loạt đạn pháo và UAV. Mục đích là để ngăn chặn và tiêu diệt lực lượng Ukraine đang tập trung. Tiếp theo, ta có một video đăng tải hình ảnh Nga phá hủy thêm một vị trí Ukraine bắn súng cối tại khu vực lân cận Blahodatne. Nhưng như trên thì chỉ là những hoạt động quân sự bình thường vì nó đã diễn ra hàng ngày như vậy.
Tiếp theo, chúng ta có một video từ phía Ukraine đăng tải hình ảnh đợt tấn công bằng đạn pháo, phá hủy kho đạn dược của Nga tại phía đông Staromayevsk, khu vực lân cận Staromlinivka. Về cơ bản, tình hình tương tự cũng đang diễn ra tại các tiền tuyến. Trên video là hình ảnh Nga phát hiện phá hủy pháo tự hành Grad của Ukraine tại Kostiantynivka. Chiếc pháo tự hành Grad tiến tới tiếp viện chiến trường tại khu vực này trong những tuần vừa qua. Một thông tin khá thú vị là trong quá trình phá hủy khí tài này, phía Nga đã bắt được sóng radar của lực lượng Ukraine tại đây, cho biết khí tài này được điều hành bởi một sĩ quan người Ba Lan. Diễn biến tương tự cũng đang xảy ra tại tiền tuyến Liman, Kupian. Chỉ là trong những cuộc đụng độ thông thường, Nga đăng tải video tấn công vào vị trí lực lượng Ukraine dọc theo đường dây từ Kupian tới Kislivka, Kotliarivka. Các khí tài này đang di chuyển từ Kislivka, Kotliarivka tới Kupian. Trong quá trình di chuyển đã bị phát hiện bởi UAV và bị phá hủy bởi hệ thống pháo của Nga. Như vậy, về cơ bản trong ngày hôm qua, chúng ta đã thấy được sự tĩnh lặng của chiến trường, không phải là vì không có các đợt giao tranh, mà đang không có bất kỳ đột phá nào giữa hai bên. Quân Ukraine thì đang cố gắng tích trữ lực lượng để đẩy quân tấn công mạnh ở Robotyne và Staromlinivka. Trong khi quân đội Nga, ngoài việc tiếp tục quá trình phá hủy lực lượng Ukraine, thì các thông tin còn lại đang được kiểm soát rất kỹ và chúng ta không thể biết được thêm thông tin gì, dù rằng chắc chắn Nga đang có những động thái cho giai đoạn tiếp theo. Cuối cùng, chúng ta đến với một tin tức bên lề rất đáng chú ý khi tờ Ukrainska Pravda hôm 28 tháng 8 dẫn tuyên bố từ Cục An ninh Ukraine, SSU, cho biết một đại tá thuộc cơ quan này đã được phát hiện chết trong văn phòng tại thủ đô Kiev với vết đạn ở phần đầu. Ukrainska Pravda không cung cấp danh tính của vị đại tá. Trong khi đó, tờ Strana của Ukraine dẫn nguồn tin của SSU cho biết đại tá này là Dmitry Bakaev, phó phòng liên lạc đặc biệt thuộc cục. Nguồn tin này cho biết sự việc xảy ra vào ngày 25 tháng 8. Người sĩ quan SSU này tự sát bằng khẩu súng ngắn Makarov. Đây là khẩu súng anh ấy được cấp. Tờ Strana cũng đăng tải thứ được cho là thư tuyệt mệnh của ông Bakaev gửi tới lãnh đạo Cục An ninh Ukraine. Trong thư, vị đại tá viết rằng các cấp trên chịu trách nhiệm về cái chết của mình, đồng thời cho rằng mình bị ngược đãi một cách có hệ thống và nhân phẩm nhiều lần bị xâm hại. Ngoài ra, cũng trong hôm qua, 28 tháng 8, Ukrainska Pravda đưa tin. Tính đến năm 2023, Bộ Quốc phòng Ukraine đã ký hàng loạt hợp đồng mua vũ khí, thiết bị quân sự với công ty Alpha của Ba Lan. Kết quả là công ty này cung cấp nhiều trang thiết bị không như cam kết. Ngoài ra, Alpha còn nợ Bộ Quốc phòng Ukraine số vũ khí trị giá hơn 3,5 tỷ hryvnia, tương đương 100 triệu USD. Không những vậy, Alpha còn thường xuyên giao chậm hàng. Alpha có trách nhiệm cung cấp một lượng pháo Grosdika, đạn 122mm cho pháo D-30 và đạn 122mm cho hệ thống pháo Grad của quân đội Ukraine. Tuy nhiên, theo Ukrainska Pravda, Bộ Quốc phòng Ukraine nhận được 1 phần 10 số đạn pháo D-30 và 1 phần 3 số đạn tên lửa Grad đã đặt. Các khẩu pháo Grosdika được chuyển tới đúng số lượng nhưng hầu hết không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật. Ngoài ra, 110 mũ bảo hộ mà hãng này cung cấp bị Bộ Quốc phòng Ukraine trả lại. Thế nhưng, theo Ukrainska Pravda, không rõ vì lý do gì, Bộ Quốc phòng Ukraine hiện nay vẫn tiếp tục trao các hợp đồng béo bở cho Alpha. Ukrainska Pravda cho hay, dù biết Alpha nhiều lần vi phạm thỏa thuận, nhưng Bộ Quốc phòng Ukraine vẫn ký thêm các hợp đồng mới trị giá 70,4 triệu USD với công ty Ba Lan và được thanh toán trước 50% giá trị các hợp đồng trên. Theo Ukrainska Pravda, các hợp đồng mua bán của Bộ Quốc phòng Ukraine thường xuyên gây nhiều tranh cãi. Mới đây, tờ Zhekalo Tizhynya của Ukraine cũng đưa tin, một công ty Thổ Nhĩ Kỳ đã bán 4.900 áo khoác quân dụng mùa đông cho Bộ Quốc phòng Ukraine. Điều đáng nói là, theo hóa đơn từ phía Thổ Nhĩ Kỳ, mỗi chiếc áo khoác có giá 29 USD, nhưng tài liệu của Bộ Quốc phòng Ukraine lại thể hiện mỗi chiếc áo có giá 86 USD, tức là gần gấp 3. Trước thông tin này, ông Zepen Rusovets, lãnh đạo Ủy ban chống tham nhũng Bộ Quốc phòng Ukraine hôm 28 tháng 8 cho biết, việc mua sắm áo khoác cho binh sĩ Ukraine có một số sai sót nhỏ. Ông Rusovets cho biết, Ủy ban chống tham nhũng sẽ điều tra để xác định xem liệu công ty phía Thổ Nhĩ Kỳ có liên hệ với các quan chức hoặc sĩ quan Ukraine hay không. Đó là tất cả thông tin cho video này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc mọi người một ngày tốt lành.